Lúc đầu tưởng cục xà phòng cơ. Mọi người nhìn kiểu bắc cực không? Mấy hộp thịt cá ở trong phim đi mọi người ạ. Vẫn cái mùi đặc trưng của đồ hộp không? Nhiều nước lắm. Kể ra thì nhìn nó hơi đặc đặc. Thịt cá nó mềm lắm mọi người ạ. Tanh lắm, hơi nhạt, chính xác là hơi nhạt. Hơi có mùi đồ hộp nhưng được cái rất tanh. Mình cảm giác ăn cá này giống người Mỹ lắm ấy. Nhưng mình lại ăn cơm, thế là mình người Mỹ Việt. Tính ra thì khá là dễ ăn nhá. Ngoại trừ việc nó khá là tanh nha, để vị nó ổn rồi ạ. Nếu ai không ăn được tanh thì mình nghĩ là sẽ không ăn được. Nhưng nếu đã ăn được tanh thì khá là ngon ấy. Những hộp cá xong ăn mình cảm giác như mình là người Bắc Cực ấy mọi người. Một hộp cá này sẽ có 4 miếng như thế này. Nó sẽ không được một con đâu. Nó sẽ mất cái khúc đuôi một chút này. Mất coi như mất đầu. Nước thì hơi xanh xánh. Mình nghĩ cái này đem chế biến là ngon ấy. Còn ăn không thì cũng được.